Con chờ cô tới rồi con mới nói trước mặt cô, chứ còn cô đang phục vụ cho người khách khác mà mình đâu có được kêu vậy, đúng không? Chừng nào cô tới cô giúp mình đó thì mình mới kêu cô, hiểu không? Nói lớn. Con ơi. Thôi đừng ngất tôi chưa. Con ơi. Trời ơi, nó kêu. Cô ơi. Trời ơi. Cô chuẩn bị tới kìa. Con muốn cái gì nó mẹ nghe coi. Mẹ vua. Không, mẹ không muốn uống nước gì hết á. Mẹ có nước nhị hoa nghệ tây của mẹ rồi, mẹ không còn muốn cái đó đó hả? Nè coi coi, mẹ coi cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Mẹ phải coi mình diệt đàng hoàng. Ồ, con muốn uống sinh tố dâu hả? Ok, uống thì mẹ cho thôi. Uống nước cam không? Nước cam dắt không? Không mẹ. Ồ, ok. Vậy là nói để mẹ nói cô làm cho con xin tú dâu thôi chứ đâu có gì đâu, chuyện nhỏ. Con muốn dâu. Con nói đi. Con ơi cô đâu nói cô ơi, con muốn xin tú dâu. Con xin tú dâu. Please. Thank you. Dạ. Cho em ly xin tú dâu chị. Ok, cô nghe rồi con. Dạ, làm liền cho con. Đó. Trời đất ơi, con này. Còn thì những người đó, cô chú thấy được cái độ nhây của nó chưa? Đó, đó. Trời, lên là lên. Cái đó để cho con đó, từ từ để cho con đó. Chút nữa con ăn cái gì, ăn phở không? Trời ơi trời. Dạ không mẹ. Chứ ăn gì? Mẹ kêu phở cho con rồi đó. Mẹ với con ăn chung, nên là cô đem cho con cái tô nhỏ nè, mẹ con chia nhau ra ăn, đỡ tốn tiền. Tiền đâu ăn, đúng không? Mình phải ăn để mình chia nhau ăn đỡ đúng tiền, đúng không? Yeah. Ok, con ăn cái đó đi. Trời ơi, chuẩn bị chạy có xin tố dâu uống nè. Trời, nó vô nó tự cầm menu luôn nha. Nó cầm menu rồi, cô chú nó hỏi mẹ uống cái gì, có được đời không? Rồi cái Ngọc nói hả, mẹ uống nước lạnh. Có trà thái, cái này chay nè. Nước bí đao tươi, ủa đây có bí nước bí đao tươi luôn hả? Ê, hồi nãy hỏi tôi cái nước bí đao tươi chắc ở đây trồng được á. Chay này kỳ ghê. Đây con tự chọt cái ống hút xuống. Chọt mạnh xuống. Ê, dịnh đàng hoàng. Đúng rồi, thấy chưa, chọt vô. Nó còn cứng lắm, hút lên chưa được đâu, hút mạnh lên. Mạnh lên. Trời, suốt ơi, có chịu đời thấu nổi với nó không? Làm cái gì á? Rồi, bây giờ con chọt này vô giùm cho mẹ đi. Con chọt vô giùm cho mẹ đi. Con giúp mẹ cái. Chọt vô. Rồi, mẹ cảm ơn con nhiều. Đây là nước sâm nè, nước sâm sai 6 bi đao nè. Đó, uống này tốt lắm á. Oh my god, uống em. Try it. Try mine. It's so good. I said, what's this you want? Rồi ăn. Vừa ăn vừa thổi. Vừa thổi vừa ăn. Vừa thổi vừa ăn luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Con cái đó là nói ăn được. Cứ bỏ vô miệng đàng hoàng giùm cái. Rồi đây không có được chùi vô người. Rồi, vừa thổi vừa cầm muỗng ăn ngoan cho cô chú coi coi. Mẹ thổi rồi, bây giờ con phải tự thổi. Nè, cầm lên tự thổi và bỏ vô miệng ăn. Lẹ lên. Tự thổi, bỏ vô miệng ăn, lẹ lên. Một. Hút vô. Được đời không? Trời đất ơi, thấu chịu đời, thấu không? Thấu mốt cho đi học nhảy luôn đi cho rồi. Con đang làm gì á? Dance party hả? Ủa giờ này giờ ăn chứ rồi phải giờ dance party. Ngồi xuống ăn đàng hoàng. Ngồi xuống ăn đàng hoàng rồi mới chơi. Rồi, uống xuống, nước xuống. Cái gì vậy chay? Trời ơi con này. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ăn đây con. Cái con chi là cái con Pikachu.
liền ngay lập tức. Con JJ là cái con Pikachu. 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 Cái con JJ là cái con Pikachu. Pikachu. Cái con JJ là cái con mà nó nhây nhây. Nó quá nhây. Ngày qua em vẫn chờ đợi. Use the left two lanes to turn onto State Road 7 South. Mầm mống để cho con phát triển như ngày hôm nay, đó là cái bài hát Em Chay Chay của mẹ mời.
restaurant. 1, 2, 3, vô. Arrived. Em dây dây của mẹ em ơi, vô. Dây dây của mẹ em ơi, em Suzuki của mẹ em ơi, Ferrari của mẹ em ơi, em dây. Hả đi. Con là con phí bấy. Bây giờ nếu mà con chơi mẹ thì bây giờ con hát cái bài em chơi chơi của mẹ em ơi cho mẹ nghe coi. Cái bài đó nó là một ký ức. Cái bài đó là một cái sự tuổi trẻ. Nó là một cái bài hát mà làm nên tên tuổi của mẹ mà con. Trời, tôi nói nó ta làm cho tôi giỡn với nó ta. Cái bài đó là một cái bài hát mà nó đi sâu vào lòng người. Cô chú nào mà biết về tôi tới gia đình mình là cô chú phải biết cái bài hát đó. Nên cái bài hát đó là một cái bài hát truyền thống của gia đình, cần được phải bảo tồn và truyền từ đời này qua đời khác. Mỗi đứa con, mỗi cái tên sẽ phải là một cái giai đoạn, là một cái giai điệu mới. Nhưng mà mình không làm mất được cái giai điệu cũ. Cô hiểu mày nói không? Ví dụ như con lớn lên theo 5 tháng thì cái bài hát đó nó sẽ được phăng. Không phải phăng mà gọi là được cách điệu và cách ly theo từng 5 tháng. Giống như là con ở bên Florida là con cách ly Florida, mà con ở bên Michigan là con cách ly Michigan. Hay không? Bài hát nè, bây giờ hát nè. Em chay chay của mẹ em ơi, Ferrari của mẹ em ơi. Đó, thấy không? Con lên tới Ferrari thì thấy không? Còn bây giờ xuống nè. Em Suzuki của mẹ em ơi, em nhây nhây của mẹ em ơi. Em, trời ơi, con chơi beatbox hả? Mày vừa hát cái con vừa điểm theo hả? Coi nè. Vậy hả? Phải không? Nó giỡn mặt với tôi. Vậy hả? Cười. Đó nên là con phải bảo tồn cái bài hát đó cho mẹ. Con phải biết hát cái bài em chay chay của mẹ em ơi. Tại vì nó là cái bài mà truyền thống của gia đình mình. Nghe bài đó là chỉ có gia đình tôi ở đây, không còn có ai trời nữa. Em là em chay chay của mẹ em ơi, em đi đâu vậy mẹ em ơi, em chay chay nó ở đâu, nó ở Michigan. Đó, dữ không? Đúng rồi, chứ beatbox là con phải che cái miệng con lại, con che miệng lại. Đó, con làm vậy đó. Che miệng lại cho mấy giống, đúng rồi. Trời ơi, nó làm giống y như nó làm cái tiếng, không phải nó không sang chút nào, cái tiếng beatbox nó không sang chút nào. Cái tiếng nó nghe là thúi luôn á. Biết thúi gì không? Thúi cái tai á, Phu đúng biết rồi. Con hôi rình á. Nó cơ hôi. À, con hôi rình. Nó vô hôi. Con hôi rình. Con hôi rình. Con thúi rình. Con chay chay nó thúi rình luôn quá. Em chay chay của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi, em like the truck. Em bida bum của mẹ em ơi, bida bum của mẹ em ơi. You are truck. Thôi đi xuống đi ăn cái nè, đi xuống đi ăn cái đi vô nè. Ok. Vô đây mày kiếm đồ cho con ăn cái đi. Mẹ con đi với con mẹ. Rồi mẹ đi với con. Con đi với mẹ chứ mẹ đâu để cho con đây đâu. Của mẹ con đi của ba, con đi của bốn, của năm, của sáu, của bảy. Con yêu của mẹ, không yêu mấy ngày mới này. Con thương mẹ làm sao? Cái tên mẹ bơ bơ. Mương mẹ làm sao? Bơ bơ lại gì? Thương mẹ làm sao? Nhất gì? Nhất trên đời luôn phải không?